Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bơm tiền cho công nghiệp văn hóa, thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi Sáng ngày 22 tháng 12 phát biểu kết luận Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam Ông Phạm Minh Chính thông báo, ông sẽ chỉ đạo các bộ ngành tính toán dành gói tín dụng ưu đãi khoảng 20.000 đến 30.000 tỷ đồng cho công nghiệp văn hóa Công nghiệp văn hóa được hiểu là các ngành hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, văn chương, sân khấu, điện ảnh, hình ảnh. Dù có bơm tiền thì ngành công nghiệp văn hóa vẫn không thể phát triển vì ngành này đang nằm trong rọ. Ông Phạm Minh Chính nói rằng điều kiện không gian phát triển công nghiệp văn hóa đối với sáng tạo khoa học công nghệ và văn hóa nghệ thuật lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp xu thế thời đại, tiến bộ của nhân loại là không có giới hạn. Công nghiệp văn hóa là ngành có triển vọng lớn, có thể phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao là động lực mới cho sự phát triển văn hóa phù hợp với xu thế của thời đại. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông chính, điển hình là âm nhạc Việt Nam gần như không thể vươn tầm ra thế giới, thậm chí giới trẻ hiện nay mê sao Hàn hơn sao Việt. Điều này chứng tỏ ngành giải trí Việt Nam không bằng Hàn Quốc và nhiều nước khác điện ảnh thì nghèo nàn kém chất lượng còn văn học thì chẳng có gì ngoài những tác phẩm nhạt nhẽo ca tụng chế độ nói thẳng ra ngành công nghiệp văn hóa của việt nam không thể phát triển nguyên nhân thì ai cũng biết đó là chế độ kiểm duyệt hà khắc của đảng ở các nước có ngành công nghiệp văn hóa mạnh thì không thể thiếu tự do sáng tác còn ở việt nam từ âm nhạc hội họa văn học đều bị bàn tay kiểm duyệt của đảng cộng sản nhúng vào Hình ảnh ông Bộ trưởng Văn hóa, Văn hóa đến mức chiếm lấy thảm đỏ dùng để đón quốc khách. Có bà nguyên nhân dẫn tới sản phẩm sau kiểm duyệt kém chất lượng. Thứ nhất, sự giới hạn bởi những quy định của đảng Cộng sản. Một nghệ sĩ hao hết tâm huyết, tiền bạc tạo ra sản phẩm chất lượng để rồi bị cấm phát hành thì xem như đảng triệt tiêu khả năng sáng tạo. Thứ nhì, những con người làm công tác kiểm duyệt đều là những kẻ dốt nát ở Việt Nam thằng dốt lại có quyền kiểm duyệt thằng giỏi là chuyện khá phổ biến việc hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân chặn hồ sơ của nghệ sĩ Xuân Hinh đòi ông chi tiền là ví dụ điển hình thứ ba là tình trạng tham nhũng chính những kẻ tham nhũng đã nhận tiền để cho những sản phẩm văn hóa kém chất lượng xuất hiện ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lâu nay bị chính quyền cộng sản phá nát vì những lý do vừa nêu cho nên nó không thể phát triển được Nói thẳng ra, ngành công nghiệp văn hóa bị cộng sản nhốt vào một cái lồng chật hẹp do đảng làm ra, giờ có bơm thêm tiền thì ngành này cũng chẳng thể phát triển được gì. Khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ hơn 30 năm và nó đã để lại cho thế giới những tác phẩm kinh điển gì? Hay khối này sụp đổ thì những tác phẩm của nó cũng bị chôn vùi vì chẳng có giá trị gì. Ngược lại với khối xã hội chủ nghĩa thì hiện nay thế giới biết được rất nhiều tác phẩm kinh điển về điện ảnh, âm nhạc của Anh, Mỹ, vân vân. Hình ảnh không biết ông Nguyễn Phú Trọng có văn hóa từ chức hay không. Cần phải nói thẳng chế độ Cộng sản về bản chất là kém văn hóa, nói đơn giản như văn hóa từ chức. Tại các nước phương Tây, quan chức sẵn sàng từ chức khi thấy mình làm sai hay hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở chế độ này thì sao? quan chức ngồi lì bám ghế không chịu buông, ngay cả người có quyền lực mạnh nhất thì cũng sẵn sàng đạp lên luật, tự vẽ ra suất đặc biệt để tiếp tục ôm ghế, tham quyền cố vị, cha đạp lên luật pháp tự cho mình quyền ưu tiên thì đó là hành động có văn hóa sao? Người có văn hóa là người biết tôn trọng, trong đó tôn trọng người khác và tôn trọng luật chơi chung. Thực ra bơm tiền cho ngành văn hóa chỉ là chiêu bài, thực chất tiền bơm ra sẽ vào tay các quan chức quan chức vẽ dự án để xà xẻo mà thôi. Ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang bị nhốt trong củi, chẳng thể phát triển được gì đâu mà bơm tiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Bơm tiền cho ngành công nghiệp văn hóa, thủ chính muốn bơm ra để hút vào túi. Một cách kiểm duyệt khác của chính phủ Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ngày 21 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng cớ để chính phủ siết quyền tự do ngôn luận. AFA cho biết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng là thông báo từ Facebook gửi đến chủ danh khoản Facebook nhằm chặn một bài viết, một hình ảnh hay một đường dẫn nào đó mà chính chủ trang Facebook cũng không biết mình đã vi phạm gì. AFA dẫn lời ông kế một Facebooker ở Việt Nam nói tôi không hiểu cụ thể mình vi phạm cái gì vi phạm vấn đề gì không hiểu mình đăng hình ảnh thông tin hay bài viết gì vi phạm vào những điều cấm trong vòng một tháng nay mà tôi đã bị tới ba lần rồi theo afa không chỉ thông báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để chặn bài viết facebook còn sử dụng một phương cách khác mà người dùng facebook gọi là chặn tương tác bóp tương tác hạn chế tương tác để ngăn những bài viết lan truyền mạnh trên mạng xã hội hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang ở Đức là người thường xuyên bị Facebook chặn bóp tương tác cho hay. Theo tôi, họ, chính quyền Việt Nam sẽ theo dõi và khi có bài viết nào đó họ cho là nguy hiểm đối với chế độ và họ không muốn người dân trong nước đọc được bài viết đó thì ngay lập tức họ khiếu nại với Facebook và Facebook Việt Nam phải có trách nhiệm chặn ngay bài viết đó ở Việt Nam. Facebook phải có trách nhiệm tuân theo tiêu chuẩn của chính quyền việt nam vấn đề là tiêu chuẩn đó nó trái với tiêu chuẩn quốc tế afa cho hay đảng việt tân ở hoa kỳ vừa phát hành một tài liệu nói về một cách kiểm duyệt khác từ chính phủ tới người sử dụng facebook với khái niệm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trong chiến dịch tự do internet do đảng này phát động afa dẫn lời ông hoàng tứ duy tổng bí thư đảng việt tân nhận định có hai cách mà Facebook đang kiểm duyệt tại Việt Nam. Các cổ điển là do chính quyền áp lực Facebook phải tháo gỡ những nội dung mà họ cho là vi phạm luật Việt Nam, làm chậm tốc độ truy cập Facebook để người dùng không thể truy cập được. Bây giờ họ áp dụng một cách nữa rất độc hại đó là báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nó không xuất phát trực tiếp từ nhà nước mà do mạng lưới dư luận viên lạm dụng chức năng báo cáo yêu cầu Facebook chặn bài và còn chế tài luôn việc này gây ảnh hưởng trầm trọng đến tự do ngôn luận tại việt nam việt tân có mở ra một cuộc vận động để cùng với những người quan tâm chẳng hạn như các tổ chức nhân quyền các chính giới ngoại quốc nói chung là những người quan tâm đến nhân quyền đến tự do internet để họ cùng với chúng tôi áp lực công ty meta phải có những thay đổi hình ảnh, tài liệu của đảng Việt Tân về cách kiểm duyệt sử dụng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Facebook của chính phủ Việt Nam. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm, có nhiều bài đăng của Việt Tân bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, nhưng lại được các tài khoản Facebook khác tiếp tục chia sẻ rộng rãi mà không bị bất kỳ hạn chế hay trừng phạt nào. Việc đó cho thấy một sự phi lý trong vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook nếu thật sự một bài viết vi phạm thì nó phải bị lấy xuống trên tất cả các trang Facebook. Điều này cho thấy có sự lạm dụng chức năng báo cáo của thành phần dư luận viên. Ai vậy cho biết thêm? Ngày 19 tháng 6 có một trang báo quốc tế có bài viết của tác giả Rebecca Tang có tựa đề tạm dịch là Facebook đã giúp mang lại tự do ngôn luận cho Việt Nam. Bây giờ Facebook lại giúp ngăn chặn tự do ngôn luận. Theo bài viết khi facebook bắt đầu vào việt nam nó giống như một cuộc cách mạng khi lần đầu tiên người dân có thể trao đổi trực tiếp các vấn đề thời sự như lạm dụng của công an sự lãng phí của chính phủ sự tuyên truyền của đảng cộng sản nhưng sau đó facebook đã nhiều lần nhượng bộ chính phủ độc tài việt nam thường xuyên kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến và cho phép những người bị chính phủ coi là mối đe dọa buộc phải rời khỏi nền tảng này Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Một cách kiểm duyệt khác của chính phủ Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d